10 hoàng đế tàn độc nhất lịch sử nhân loại. Thành Cát Tư Hãn, hoàng đế Nero, Võ Tắc Thiên nằm trong số 10 vua chúa tàn độc nhất lịch sử nhân loại, thậm chí sát hại cả người thân. 1. Thành Cát Tư Hãn. Ông là người sáng lập ra đế chế Mông Cổ từ năm 1206 đến năm 1227 và là một trong 10 vua chúa tàn độc nhất lịch sử nhân loại. Trong thời gian cai trị, bạo chúa này nổi tiếng tàn nhẫn và khát máu. Những nơi vó ngựa ông đi qua đều trở nên hoang tàn và chết chóc. Cả binh lính, dân thường và trẻ em đều bị giết hại. 2. Hoàng đế Caligula. Lịch sử ghi nhớ hoàng đế La Mã là một vua chúa tàn độc khát máu và có đời sống trụy lạc. Không chỉ giết hại dân thường, Caligula còn làm hại cả những người thân cận. Theo sử sách, Caligula chỉ cầm quyền đế chế La Mã trong 4 năm trước khi lính đặc nhiệm ám sát ông ta. 3. Timur. Timur hay còn gọi là lãnh chúa Tamerlane là người khai sinh ra đế chế Timur. Ông ta rất giỏi, dũng mãnh và đam mê nghệ thuật, nhưng nổi tiếng hơn là một bạo chúa máu lạnh. Phương pháp cai trị của Timur rất tàn bạo và độc ác, khiến cho hàng triệu người phải chịu đau thương và khổ cực suốt đời. Theo ước tính, 17 triệu người đã thiệt mạng trong đế chế của ông. 4. Hoàng đế Nero. Hoàng đế La Mã Nero lên nắm quyền năm 17 tuổi nhờ những mưu đồ giết người của mẹ mình, Agrippina the Younger. Sau khi lên cầm quyền, Nero đã khiến cho đế quốc Rome trở nên tàn lụi. Ông đã đốt cháy nhiều thành phố, giết hại hàng ngàn người, bao gồm cả mẹ, cô ruột, vợ cũ, vợ và anh em cùng cha khác mẹ. 5. Tsar Ivan IV. Tsar Ivan IV là một bạo chúa tàn nhẫn, người đã kết thúc cuộc đời của mình như một kẻ điên cuồng. Đối với Nga, Ivan IV thực sự đã mang về một số lợi ích, đáng chú ý nhất là đất đai. Tuy nhiên, Ivan IV cũng nổi tiếng là bạo chúa tàn độc. Ông từng tức giận giết chết con trai mình là Tsarevich Ivan Ivanovich. Ông còn đánh con dâu đến mức sảy thai. 6. Hoàng đế Diocletian. Lịch sử ghi lại, Diocletian thực sự là vị cứu tinh của một đế quốc La Mã thống nhất. Mặc dù đã có những cải cách và những thành công của mình, hoàng đế Diocletian còn được nhớ đến như một trong những người bức hại Chúa Kitô giáo của Roma. 7. Hoàng đế Murad IV. Murad IV đã trở thành nhà cai trị đế chế Ottoman rộng lớn vào năm 11 tuổi. Vị bạo chúa này sẵn sàng giết bất cứ ai mà ông cho rằng không trung thành với mình. Murad IV thích ăn mặc như một thường dân và tìm kiếm giết bất cứ ai phá vỡ một trong những luật lệ khắc nghiệt của ông. 8. Vua Henry VIII nổi tiếng giết chết vợ mình. Vua Henry VIII của Anh từng nuôi quyết tâm duy nhất là một người thừa kế. Trước khi sinh được người nối dõi, Henry VIII đã hành quyết hai người vợ của mình là Catherine và Anne Boleyn vì họ không sinh được con trai. Theo như sử sách ghi lại, có tới 72.000 người đã bị hành quyết theo lệnh của vua Henry VII trong suốt cuộc cải cách ở Anh. 9. Phalaris. Phalaris là bạo chúa Hy Lạp của thành phố Agramas ở Sicily. Triều đại của ông được cho là kéo dài từ năm 570 đến năm 554 trước công nguyên. Vào thời điểm đó, Phalaris được biết đến như một nhà cai trị độc ác và không còn biết nghe lời khuyên bảo. Bất kỳ ai chống đối và chỉ trích chính sách tàn bạo của ông đều bị bắt bỏ tù, tra tấn hoặc giết chết. 10. Nữ hoàng Trung Quốc Võ Tắc Thiên. Võ Tắc Thiên cũng để lại cho hậu thế rất nhiều điều tiếng về sự độc ác, tàn nhẫn, bất chấp thủ đoạn của mình. Trong thời gian cai trị, Võ Tắc Thiên sẵn sàng để giết tất cả các đối thủ có thể cản đường bà. Tội ác kinh hoàng nhất của bà là đã bóp mũi cho chết con của mình để vu oan giá họa, khiến cho hoàng hậu họ Vương bị phế bỏ. Từ khoa học.tv, Độc Lạ TV tổng hợp và đưa tin. Theo dõi những nội dung vô cùng hữu ích và thú vị trên chiều trục qua hệ thống kênh của Passion Studio. Ghé thăm kênh Độc Đáo TV để theo dõi những thông tin kinh tế, tài chính, kinh doanh, khởi nghiệp. Đến với Độc Lạ TV để khám phá những câu chuyện độc đáo và kỳ lạ. Khám phá những vụ án kinh điển và bí ẩn, cập nhật tin tức an ninh nóng hổi cùng Độc Thám TV, hay tìm hiểu về lịch sử Việt Nam qua Bí ẩn Sử Việt, cùng nhiều kênh YouTube bổ ích khác đang được xây dựng và hoàn thiện mỗi ngày. Passion Studio mang đến những giá trị thiết thực.